Xin chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin nhận định thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23 tháng 10 hôm nay của mình, Dương Lớ. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với channel của Dương Lớ, có thể để lại một like cũng như là subscribe để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau trong những buổi nhận định thị trường sắp tới. Và ngoài ra mình cũng sẽ livestream đều đặn vào lúc 8 giờ tối thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật các ngày trong tuần. VN-Index hôm nay đã có một cái phiên giao dịch giảm 14,5 điểm về vùng 1093 điểm. Thì đa phần nhà đầu tư hôm nay thì rất là hoảng loạn, đúng không ạ? Đa phần nhà đầu tư nghĩ rằng là hôm nay là phiên trả điểm đòi quà sau khi lái phát quà vào ngày 20 tháng 10. Tuy nhiên thì nếu như mà anh chị để ý thì hôm nay mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Đây là một cái phiên test cung. Tức là sao? Tức là một phiên thị trường giảm điểm nhưng thanh khoản thấp. Tức là cái dòng tiền lớn họ sẽ đạp xuống để xem nhà đầu tư cá nhân còn nhiều hàng không, có bán nốt hay không. Và đây là những cái phiên rũ hàng cuối cùng. Và khi với cái thanh khoản nhỏ như thế này, chúng ta có thể hiểu được là nhà đầu tư cá nhân thì họ không còn nhiều hàng nữa. Và rất có thể sẽ có những cái phiên kéo điểm ngay, thậm chí là ngay ngày mai. Tại sao như vậy? Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào vận động của VN30F1M. Thì chúng ta có thể thấy là VN30F1M đã có những cái pha đánh là rũ hàng cực kỳ gắt vào cuối phiên ngày hôm nay. Đây, nó có một cái phiên đạp rất là sâu, nhúng chân vào phiên ngày hôm nay và cuối phiên lại được kéo lên. Vẫn tôn trọng cái phân kỳ hai đáy. 4 giờ, không 4 giờ của VN30F1M chúng ta cũng thấy có tín hiệu phân kỳ dương đảo chiều tăng, đúng không? Khi khung 4 giờ phân kỳ dương thì nó sẽ tăng khá là tốt anh chị nhé. Nó sẽ có một cái pha kéo trở lại, có thể là ngày mai luôn. Tại sao mình lại nói ngày mai? Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn này, hai cái cây nến xanh này đẩy điểm lên của VN30F1M đều là những cái cây có khối lượng lớn. Tức là các cái tổ chức hay là các dòng tiền lớn họ đang long lại khá là nhiều. Thì rất cụ thể ở đây chúng ta có nhà đầu tư nước ngoài đang long lại 6.000 hợp đồng, 6.100 hợp đồng. Phiên giao dịch ngày hôm nay họ vẫn là long lũy kế nhé, đâu đó mười mấy nghìn, mình không nhớ chính xác. Nhìn sang cái giá trị giao dịch của tự doanh thì hôm nay họ cũng long là 7.400 hợp đồng. Đấy, họ chỉ sọt lại là 2.700 hợp đồng thôi. Ngoài ra thì hôm nay có một cái sự kiện rất là đáng chú ý, đó là giao dịch thỏa thuận của khối ngoại. Họ giao dịch thỏa thuận sang tay 1.000 tỷ đồng so với VinHome. Còn nếu mà chúng ta tính lũy kế ra thì nước ngoài họ đang họ đang bán dòng cơ sở. Họ chỉ là họ giao dịch thỏa thuận, họ mua con VinHome này thôi. Tự doanh thì chưa có số liệu, thì chúng ta sẽ để xem nào. Xem mà cái cơ sở nhỉ? Xem có kết quả giao dịch của tự doanh. Không có rồi. Giao dịch không có. À đây, tổng khối lượng giao dịch đây. Tổng giá trị giao dịch là họ cũng đang hôm nay không phải. Rồi thì chúng ta sẽ đợi cái số liệu của tự doanh sau, nhưng mà khả năng cao hôm nay tự doanh cũng sẽ là mua dòng đấy anh chị ạ. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái tín hiệu phân kỳ dương của hợp đồng phái sinh VN30F1M 04 giờ long, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng sẽ có một pha long về lại quanh cái vùng 1150 này của VN30F1M. Đó, đây vừa là gap và đây vừa là cái MA50 và đây là cái kháng cự của VN30F1M. Và ngoài ra nữa có một vài tín hiệu mà anh chị cần để ý, đó là cái nhóm dẫn dắt bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là cái nhóm bất động sản, chúng ta vẫn thấy là kể cả là những cái áp lực là nỗ lực đạt điểm của thị trường vẫn không thể nào mà khiến được cái nhóm bất động sản này giảm mạnh. Tức là vẫn có những cái mã như Novaland, như là AGG, đây là những cái mã mang cái tính thị trường cao thì bị đạp giảm 2%, 3% là chuyện bình thường. Tuy nhiên nếu như anh chị để ý thì DIG vẫn giữ xanh nguyên ngày, đúng không ạ? CEO vẫn giữ rất là xanh, HDC vẫn giữ xanh, ngay thậm chí là cuối phiên ngày hôm nay VIC từ giảm điểm đỏ điểm và kéo xanh ngược trở lại. Đó, hay là thằng VinHome cũng lại lấy lại được cho mình mốc tham chiếu. Cây này hôm nay mua vào khối lượng lớn, đó là do giao dịch thỏa thuận. Thì chúng ta bắt đầu nhìn vào, đi sâu vào cái phân tích cái nhóm mà bất động sản này. Đó, có tín hiệu phân kỳ dương chưa? Một con DIG có tín hiệu phân kỳ dương nhá. CEO có tín hiệu phân kỳ dương không? CEO thì rất rõ phân kỳ dương này. DXG thì sao ạ? DXG có phân kỳ dương không? DXG cũng có phân kỳ dương 04 giờ. VIC thì sao? Đấy, VIC rất có khả năng mai sẽ kéo VIC anh chị nhá. Những cái vận động về cuối phiên ngày hôm nay kéo con VIC lại. Đấy, hôm nay là phái sinh cuối phiên kéo lại nhờ VIC và nhờ con Vietcombank. VIC này, phân kỳ dương này, chúng ta cũng chú ý con VIC này. VIC thì ở thời điểm hiện tại theo quan điểm của mình đây là cái vùng chiết khấu khá là rẻ của cổ phiếu VIC rồi, và thanh khoản bắt đầu nhỏ đi. Lực bán bắt đầu nhỏ đi rồi thì hoàn toàn có khả năng cổ phiếu VIC sẽ tạo cho mình một cái nền ở đây, hoặc thậm chí là hồi phục trở lại ngay từ đây. Tại vì cái chiết khấu của con VIC này nó chiết khấu rất là sâu rồi, nó giảm bao nhiêu phần trăm rồi anh chị? Nó giảm 43-45% rồi, thậm chí là giảm sâu hơn so với thị trường chung. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái pha đạp và xin lỗi, một cái pha hồi phục của con cổ phiếu VIC ngay tại cái khoản này anh chị nhá. Đó, nó có thủng vào vùng nền cơ, thì đây là sẽ vùng cân đối trở lại, có tín hiệu cân bằng trở lại rồi. Và ngoài ra nữa, VinHome đi, đúng không ạ? VinHome có phân kỳ dương không? Rất là rõ phân kỳ dương đúng không? Khung ngày luôn đúng không ạ? Đó. Rồi thì chúng ta sẽ kỳ vọng nhóm bất động sản sẽ là cái dòng dẫn dắt thị trường hồi phục trong khoảng thời gian tới. Và nếu như mà anh chị có theo dõi sát với thị trường thì chúng ta đều biết được là trong cái khoảng thời gian mà thị trường giảm điểm và hồi phục kỹ thuật trở lại, nhóm bất động sản và nhóm chứng khoán luôn sẽ là những cái nhóm ngành đầu tiên hồi phục, và sau đó sẽ lan tiền sang nhóm thép đúng không ạ? Và rồi lan tỏa sang những cái nhóm khác. Thì quan điểm của mình ở thời điểm hiện tại, anh chị hãy tập trung vào cái nhóm bất động sản thì đang có những cái vận động của dòng tiền cũng như là tạo đáy rất là rõ ràng để chúng ta có thể đầu tư hoặc thậm chí là đầu cơ ngắn hạn trong khoảng thời gian tới. Và ngoài ra nếu như mà chúng ta nhìn vào các cái bộ nến của VN-Index thì chúng ta hôm nay có một cái nến đỏ đúng không? Thì hôm nay mình có gửi trong cái nhóm nhà đầu tư của mình. Đây là bộ nến gọi là bánh mì kẹp thịt. Đấy, đó là sandwich. Thì cái bộ nến này sẽ được tạo bởi một cái nến đỏ, một cái nến xanh và một cái nến đỏ nằm kẹp vào nhau. Thì đây, anh chị có thể học về cái nến này. Đấy, thì nếu như mà đảo chiều tăng thì nó sẽ là red, green, red, tức là một đỏ, một xanh, một đỏ. Còn đảo chiều giảm thì green, red, green đúng không ạ? Một xanh, một đỏ, một xanh. Thì về cơ bản ấy, đây, về cơ bản thì cái lý thuyết của cái kênh nến này nó là cái lý thuyết về việc test cung. Anh chị nhá, test xem là những nhà đầu tư cuối cùng có bán hay chưa. Đây anh chị đọc đây thì nói chung là tiếng Anh thì mình ngồi dịch ra thì rất là mất thời gian. Thì chúng ta bỏ qua cái đoạn này, anh chị có thể nghiên cứu lại. Mình có gửi cái link ở trong nhóm khách hàng của mình, anh chị có thể đọc trong đấy mọi người nhá. Vậy nên là về mặt kỹ thuật thì đang cho ra rất là nhiều tín hiệu để mai có thể sẽ là một ngày xanh và thậm chí là tăng mạnh, phủ nhận những cái nỗ lực đạp của ngày hôm nay, test cung xong và tiếp tục kéo lên. Và ngoài ra nữa có một vài yếu tố mà chúng ta cần phải để ý. Đầu tiên đó là đồng DXY bắt đầu giảm về 106 rồi, thì nó đã cũng giảm khá là mạnh rồi đấy anh chị ạ. Thì nếu như mà chúng ta để ý thì phần nào đó cái đồng DXY này đang dần mất trend của mình. Và nó mất trend của mình thì như này thì khả năng cao cái tỷ giá nó sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên thì cái tỷ giá của Việt Nam sẽ có cái độ trễ nhất định, chứ nó sẽ không phản ánh luôn, khi mà ở thời điểm hiện tại tỷ giá của chúng ta vẫn đang tăng lên cái mức 24.760. Và đang có một vài các cái lời đồn liên quan đến việc là các ngân hàng sẽ bắt đầu bán dự trữ ngoại hối trong tuần này. Và tất nhiên là cái việc bán dự trữ ngoại hối này nó sẽ có những cái tác động ngắn hạn lên cái tỷ giá và sẽ khiến cho tỷ giá hạ nhiệt trong khoảng thời gian tới. Và nếu như mà tỷ giá hạ nhiệt thì hoàn toàn ngân hàng nhà nước có thể hạ lãi suất điều hành thêm một lần nữa vào cái điểm quý 4. Đã có những cái bài báo và những cái phát biểu của Thủ tướng Chính phủ là sẽ muốn tiếp tục là hạ lãi suất điều hành một lần nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong khoảng thời gian về cuối năm. Vậy nên là nếu như với cái vĩ mô đang được dần ổn định như thế này, chúng ta ở thời điểm hiện tại chưa ổn định nhé, tỷ giá chưa quay đầu giảm, nhưng anh chị hãy hiểu là tỷ giá của Việt Nam sẽ có độ trễ nhất định. Đó, thế nên là chúng ta sẽ có thể mất đâu đó một tuần để các cái hành động, các cái yếu tố vĩ mô nó sẽ phản ánh vào tỷ giá. Thì mình đang kỳ vọng tỷ giá nó sẽ hạ nhiệt trong đâu đó tháng sau, tháng 11. Và nếu như mà ngân hàng nhà nước có thể hạ lãi suất điều hành thêm 100 điểm cơ bản nữa thì chắc chắn là thị trường sẽ có những cái nhịp cân bằng. Tuy nhiên thì phải nhắc lại một lần nữa, như là trong buổi livestream gần nhất mình có nhận định, thì cái nhịp cân bằng lần này nó cũng chỉ mang tính chất kỹ thuật thôi. Tại vì chúng ta phải nhìn nhận đó là VNX đã gãy trend rồi anh chị nhá. Đã gãy trend tăng rồi và chúng ta bắt đầu đảo thành downtrend. Thì nếu như mà có những cái nhịp phục hồi kỹ thuật thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó lên đâu ạ? Chúng ta sẽ kỳ vọng nó hướng lên được đến cái vùng này, vùng mà 1146 này. Đó, hoặc thậm chí nếu mà tích cực hơn một chút nó có thể dướn vào giữa một vùng 1146 và vùng 1168. Tuy nhiên thì quan điểm của mình thì nó lên được 1150 là một cái kỳ tích rồi. Thì đây sẽ chỉ là một nhịp phục hồi kỹ thuật để trước khi nó hoàn thiện cái sóng hồi B. Đây, anh chị nhìn vào khung tuần thì chúng ta có thể thấy là VN-Index mới chỉ có sóng chỉnh A thôi, đúng không ạ? Sóng chỉnh A. Đó. Chúng ta vẫn cần sóng hồi B và sóng chỉnh C sẽ là cái sóng sâu nhất. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái vận động của thị trường nó hình thành để hình thành cái mẫu hình sóng Elliott đủ 3 sóng giảm trong khoảng thời gian tới. Sau khi 3 sóng giảm thì lại cân bằng trở lại và lại đi lên anh chị nhá. Rồi, và chắc chắn là cái câu chuyện báo cáo tài chính sẽ là những cái động lực để tăng trưởng cho thị trường trong khoảng thời gian tiếp theo. Tuy nhiên thì cái sự phân hóa nó sẽ rất rõ ràng. Vậy nên là từng cổ phiếu sẽ có từng câu chuyện riêng. Nên anh chị sẽ follow từng cổ phiếu nhé. Còn nếu mà muốn đánh sóng thì đánh bất động sản trong khoảng thời gian này. Ok chị ạ. Rất là mong là anh chị sẽ bắt được các con sóng bất động sản trong khoảng thời gian tới. Thời điểm hiện tại thì theo quan điểm của mình thì một vài cổ phiếu bất động sản anh chị có thể để ý. Ví dụ như con CEO này, HDC này, DXG này, VIC, VinHome và DIG sẽ là những cái cổ phiếu có cái sức khỏe tốt trong cái nhịp sóng hồi khoảng thời gian tới anh chị nha. Rồi ạ, có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái buổi nhận định thị trường tại đây thôi, và chúc anh chị ngủ ngon và giao dịch thuận lợi vào ngày mai nhé.